Review phim Aquaman and Vương quốc thất lạc, phim cuối cùng trong vũ trụ DCEU mở rộng của Zack Snyder. Những phim DC tiếp theo thì sẽ do James Gunn thực hiện, không liên quan tới vũ trụ này nữa. Mặc dù Zack Snyder đã rời khỏi DCEU từ Justice League năm 2016, nhưng ở mỗi sản phẩm của DCEU đều phản phất tinh thần của ông. Và mình nghĩ là Aquaman là một cái kết nó khá là dễ chịu cho 10 năm vũ trụ điện ảnh này. Nội dung của phim thì xem trailer mọi người cũng biết, rất là giống Thor phần 3 Ragnarok, tức là xuất hiện một kẻ thù mà hai anh em không đội trời chung phải bắt tay nhau để cùng chống lại. Câu chuyện nó rất đơn giản và cơ bản. Cái mà bộ phim làm được chính là tinh thần giải trí vẫn giữ từ phần 1. Một câu chuyện dễ hiểu, những pha hành động mãn nhãn, kỹ xảo ngập tràn, này là kỹ xảo xịn nha. Rồi là câu chuyện tình anh em, cảm xúc, tiếng cười từ những cái mảng biến hài. Thì riêng tôi thích nhân vật Om của Patrick Wilson hơn. Lần này anh trở thành cây hài rồi, khác với lần trước anh rất là nghiêm túc. Nhưng mà lần này cái sự nghiêm túc của anh dùng để gây hài cho khán giả là chính. Nhân vật phản diện Black Manta cũng không có quá nhiều sự phát triển trong câu chuyện. Có thêm cây đinh ba nên mạnh thêm thôi, chứ cùng một mục đích với phần 1, không có gì nhiều. Tôi khá là thích vai của Randall Park, diễn viên người gốc Hàn, đóng trong WandaVision, trong Ant-Man and the Wasp, anh thuộc tổ chức Soul á. Phim này ảnh đặc biệt đẹp trai hơn, ảnh đeo kính rồi ảnh làm nhà khoa học, có nhìn ảnh đỡ nhố nhăn hơn và ảnh diễn có phần cũng nghiêm túc hơn nên tôi rất là thích ảnh. Ảnh là người đẹp trai nhất trong phim, nếu trong lòng tôi là như vậy. Âm nhạc ở mức ok chứ không thực sự quá xuất sắc như những cái phim DC trước đây. Tôi nghĩ là phim cuối cùng rồi nên cũng không cần phải đầu tư quá nhiều cho phần âm nhạc nữa, chủ yếu là phần nhìn, kỹ xảo và câu chuyện thôi. Cái mọi người quan tâm nhất là Mera của Amber Heard đúng không? Thì tôi có ngồi tôi đếm thời lượng của nhân vật Mera xuất hiện thì khoảng 20 phút trên 2 tiếng, tức là cũng không nhiều. Tôi nghĩ nhà sản xuất đã cố gắng cắt hết những cái râu ria của nhân vật này, chỉ giữ lại những cảnh chính mà phải xuất hiện trong phim chứ không thể cắt được. Thì tôi nghĩ cái việc Amber Heard xuất hiện trong phim như vậy cũng là hợp lý thôi. Đã quay cái phim này từ khoảng khá là lâu rồi, trước cả phiên tòa của cô ấy và Johnny Depp. Tuy nhiên thì câu chuyện vẫn có khá là nhiều thiếu sót về mặt logic. Chemistry giữa Jason Momoa và Patrick Wilson không thật sự tốt lắm. Nói chung là hai người diễn thì cũng ăn rơ, nhưng matching về câu chuyện anh em giống như là Thor và Loki á, giao thoa về cảm xúc của Jason Momoa và Patrick Wilson chưa có đủ để làm khán giả attach vào như là cặp anh em bên Marvel. Vậy thôi, tôi cũng không biết nói gì nhiều về bộ phim này. Tôi chỉ hơi buồn khi mà dòng credit cuối hiện lên và chúng ta không còn thấy cái after credit số 2 nữa. Chúng ta chỉ có một cái after credit nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng mang tính gọi là kết lại bộ phim, chứ nó không thực sự là mở ra một cái gì mới hết. Sau 10 năm, từ 2013 chúng ta có Man of Steel đến bây giờ, hành trình nó dài không dài, nó ngắn không ngắn, nhưng mà ngập tràn nhiều cảm xúc khác nhau. Nên là nếu mà bạn đã là fan của DC, bạn thích phim của DC, hoặc là dạo gần đây bạn có thất vọng về phim DC đi chăng nữa, thì Aquaman tôi nghĩ vẫn là một cái phim mà bạn nên đi xem để kết lại hành trình 10 năm. Việc hay dở như thế nào thì tùy vào người xem thôi. Với tôi thấy phim ổn, giải trí tốt, chỉ là phim không có sự đột phá về mặt nội dung. Hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp và series mỗi tuần nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.